1 2 5 5 6. Đấy, thử tiếng mic. Alo lại đi cho mày. 1 2 5 5 6 7 7 8 9 2 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
kết nối anh em là phương pháp ghép nối giữa vang và nâng tiếng và cục đẩy anh em nhé. Với cái phương pháp này thì nhiều anh em muốn nâng cấp nhưng mà không muốn không biết ghép thì hôm nay bên em sẽ hướng dẫn anh em. Trọng ơi, ghép đi em. Từ đầu thì nhạc chúng ta cắm vào vang anh em nhé. Nhạc thì chúng ta sẽ cắm vào vang, input của vang, và tiếp tục cái jack Canon này thì chúng ta sẽ cắm vào main RL nhé anh em nhé. Đó. Đấy, cắm đi anh em, cắm main RL, cắm 2 dây đi, xong tí nữa hướng dẫn. Đó, cắm 2 dây main RL. Đấy. Main RL. Đấy, anh em nó đúng đầu thì anh em mới cắm được anh em nhé. Đấy, tiếp tục là hai cái đầu ra này thì anh em sẽ cắm trên đường input của con nâng tiếng. Đấy, sẽ cắm vào input trên nâng tiếng anh em nhé. Đó. Cắm input trên nâng tiếng. Đấy, thì anh em cứ cắm đúng. Đấy, input trên nâng tiếng. Và output trên nâng tiếng. Đấy, và tiếp tục đây là output trên nâng tiếng đây. Và đây là output. Hai đầu này thì chúng ta sẽ cắm xuống cục đẩy thôi. Đấy. Cắm xuống cục đẩy. Đó. Tiếp tục một giây nữa là xong anh em nhé. Đó. Một giây nữa chúng ta sẽ cắm từ output này xuống cái nâng tiếng này, xuống cái cục đẩy. Giác tiếp tục thì sẽ từ output đấy, cắm xuống input. Đó, vậy là xong anh em nhé. Đấy, từ nhạc vào đây, nhạc ra, cắm xuống input của BBE và output của BBE thì sẽ cắm xuống cục đẩy thôi, vậy là xong. Còn đường mic thì chúng ta sẽ cắm đằng sau mic đây. Đấy, đằng sau mic đây thì cắm xuống mic 1 hoặc mic 2 anh em nhé. Đấy, tùy vào mình muốn cắm vào mic nào chẳng hạn. Đó, như vậy là xong, ghép nối rất đơn giản đúng không ạ? Lên đi. Đấy, anh em xem. Thì rất hiệu quả luôn. Nhả ra nghe khác biệt luôn, ấn vào.